Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh Đùng Mỹ.vn. Và trong lần này mình mang đến cho các bạn một giải pháp làm đẹp mới đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm này đang được rất là nhiều chị em quan tâm và tìm mua cho bằng được. Có người phải tự nhập hay mua từ những người xách tay từ Hàn Quốc về với giá rất là cao. Có khi mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng, lỡ mà xài chúng mấy hàng đó là rồi luôn nha, xong luôn nha. Hối hận không kịp luôn, là tiêu cái mặt luôn nha. Và ngay bây giờ trên tay mình là sản phẩm thần thánh ấy, mặt nạ đá Ice Cooling Mask của DKCC, một em làm đẹp đến từ xứ sở kim chi nổi tiếng. Xét về độ hot của sản phẩm này thì phải nói là không còn gì phải bàn nữa rồi. Trước khi sản phẩm này được đồ Mỹ nhập về Việt Nam phân phối cho các bạn thì em này đã và đang làm mưa làm gió, làm nghiêng ngả các tín đồ mộ điệu của Nhật Bản và Trung Quốc rồi. Và ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm này để các bạn không phải chờ lâu nữa, sốt ruột lắm rồi. Các bạn có thể thấy đây là hộp của em nó, phía trên hộp có dòng chữ Ice Cooling Mask của hãng DKCC. Phía dưới thì có dòng chữ Cooling Mask, vậy thôi. Thiết kế vỏ hộp của mặt nạ này khá là đơn giản, không có gì cầu kỳ cả. Ngoài những chữ tiếng Anh này ra thì còn lại toàn là tiếng Hàn không à. Và bây giờ mình sẽ tiến hành unbox em nó. Yeah, bên trong hộp gồm có giấy hướng dẫn sử dụng và em nó cũng toàn là tiếng Hàn luôn. Và đây là một chiếc túi kính. Bên trong chắc chắn là phải có chiếc mặt nạ đá thần thánh rồi đúng không? Để mình kéo em nó ra nha. Yeah, đây là em nó đây. Nhìn lạ ghê ha. Các bạn có thể thấy là trên mặt nạ này có các miếng giống như các miếng gel trong suốt vậy đó. Nhìn thích ghê luôn. Cái mặt nạ này khi nói về tác dụng của nó thì phải nói là nó có vô số tác dụng luôn. Như là chống lão hóa, tăng tuần hoàn máu dưới da mặt, giảm vết nhăn, quầng thâm, bỏng mát, giảm sưng do mụn, giúp đánh kem nền mịn hơn và dễ ăn hơn. Và tác dụng không thể thiếu của em nó là dưỡng da và xế kích lỗ chân lông. Trước khi sử dụng sản phẩm này, các bạn có thể bỏ mặt nạ này vào tủ lạnh hoặc là ngâm với nước đá trong thời gian khoảng 10 phút. Và sau đó lấy em nó ra và đắp lên mặt. Để có tác dụng tốt hơn thì các bạn có thể dùng chung với mặt nạ giấy. Các bạn đắp mặt nạ giấy bên trong rồi dùng mặt nạ này đắp chồng lên ở bên ngoài. Như vậy thì da mặt của bạn sẽ hấp thu được dưỡng chất của mặt nạ giấy và tác dụng thần kỳ của mặt nạ đá này. Các bạn để ý là phía sau mặt nạ có hai cái dây đeo để định hình mặt nạ trên khuôn mặt của bạn. Và cái dây đeo này rất là dẻo và rất là chắc chắn, nên khi các bạn dùng mặt nạ đá này, các bạn có thể vừa đeo mặt nạ vừa làm công việc nhà, vừa chơi game, bay nhảy đủ kiểu sao cũng được hết. Và cái mặt nạ được làm bằng chất liệu PMC, nên khi các bạn dùng xong rồi, các bạn cứ việc tháo ra rồi mang đi rửa sạch và sau đó cất ở nơi khô ráo là được. Chừng nào các bạn muốn xài thì các bạn có thể bỏ vào tủ lạnh là xong. Một cái mặt nạ như thế này các bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại mấy năm luôn đó, rất là tiết kiệm luôn đúng không? Bây giờ đã là mùa hè rồi, thời tiết rất là nóng, nhất là các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời nóng sẽ khiến da mặt chúng ta bị khô rát, bị nám nữa, da tiết rất là nhiều chất nhờn luôn, sẽ rất là dơ, rất là dễ bị nổi mụn. Trong cái hoàn cảnh nóng như vậy, nếu mà mặt nạ đá này đắp lên thì phải nói là còn cảm giác tuyệt vời, mát lạnh không còn gì có thể diễn tả được luôn. Còn chần chờ gì nữa người yêu ơi, để em mặt nạ này về với bạn, bạn chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận, nhân viên tư vấn của Đồng Mỹ sẽ gọi lại cho bạn ngay. Sau khi chốt đơn hàng thì shipper đẹp trai của Đồng Mỹ sẽ giao em này đến tận nhà bạn chỉ trong thời gian siêu tốc, chỉ trong vài chục phút thôi. Còn nếu như bạn muốn đến cửa hàng thì bạn có thể đến showroom của Đồng Mỹ tại 35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình để tham quan và mua sắm. Còn nếu bạn ở xa thì ngoài việc bạn để lại số điện thoại ở phần bên dưới bình luận thì bạn có thể vào website đồngmỹ.vn để order sản phẩm. Chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh đến tận nhà bạn chỉ trong thời gian tối đa là 24 tiếng thôi ạ. Và mình xin nhắc lại là sản phẩm mặt nạ đá này rất là hot nên rất là nhanh cháy hàng. Nên các tình yêu nhanh tay lên nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video review về sản phẩm mặt nạ đá Ice Cooling Mask của kênh đồngmỹ.vn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích thì xin mời bấm thích và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký để được cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.